Anh em nào đang bị khinh thường, anh em nào không có kim cương, đừng no, đã có shop đứcmom.com thử vận may với các mini game hấp dẫn ngon hơn cả người yêu cũ. Chưa hết đâu nha, một shop còn giảm giá tất cả các phòng quay lên đến 70%. Còn chần chờ gì nữa, hãy xách đít lên đi mua thẻ và lạp vào ngay. Nghe không cậu ơi? Alo. 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 Hôm nay tôi có một bất ngờ cho bà đấy. Alo. Có bất ngờ luôn. Oh my god. Đúng rồi. Bất ngờ gì vậy? Tí nữa tôi mới nói được. Ok. Oh, alo alo Mon ơi. Dạ. Dạ, ui, nghe thích thế. Ơ mà đi xa thôi nha, đừng đi xa, chúng nó giết đấy. Chúng nó hiếp dâm đấy. Eo ơi, nó chuyện ghê thế. Dâm dê từ nhỏ rồi. Vãi cẩu. Tôi hôm qua mấy bạn fan bảo cậu hát hay quá. Không biết là hôm nay cậu có thể thể hiện cho các bạn nghe một lần nữa không? Hôm nay tôi đang quay clip luôn đấy. Đang quay clip chơi bình thường thôi. Hay là... À ok, à nhưng mà xong ca đi. Xong ca, tôi có biết hát đâu mà. Dập ơi. Cậu hát hay lắm. Hát hay cấm chê, à nhầm, hát dở cấm chê nhá. Hát không có hay. Không có chê cậu đâu, cậu hát hay thiệt mà. Tôi okay. Thấy cậu hát trên live rồi. Tôi hát như con què ấy. Cậu ơi. Tôi đây. Tôi mắc cỡ quá. Sao lại mắc cỡ? Kiểu gì? Tôi xem clip hôm qua tôi mắc cỡ quá. À hôm qua. Đúng rồi, tôi sai tới nhà vậy luôn. Mà hôm qua, à đứng đây tôi cho kèo đã. Đứng yên. Rồi tôi mới bắt đầu hỏi câu chuyện này. Sao hôm qua say vậy mà vẫn còn chơi game? Không ai thích cái gì hết á. Thì sao? Thì muốn chơi game thôi. Nhưng mà công nhận giỏi thật, giết được mấy kill luôn. Không ngờ bà tỉnh táo như vậy luôn. Có địch này. Thấy rồi. À đù, đó có cholo kìa. Láo mày. Ra đây, hôn nhẹ cái đầu nào. Hôn nhẹ cái đầu nào. Ra đây. Đừng để anh công, đừng để anh nóng, anh bật điều hòa đấy. Con thằng đồng đội đó, từ từ để tôi xem thằng đồng đội đó ở đâu. Từ từ, tôi khịa nó. À đây ạ. Mẹ mày. Thằng danh con này. Từ từ, tôi hồi máu á. Xong pha này cậu hát cho tôi nghe nhá. Xong pha này tôi lấy mạng nó, cậu hát cho tôi nghe nhá. Cậu nhìn. Cậu ơi, tôi dục bom kêu ngu rồi. Cậu nhìn tôi đi, lấy cái đầu đó này. Ôi trời ơi. Trời ơi. Nó lấp sau con keo này. Mẹ mày. Thằng danh con này. Cậu ơi. Cậu sấy nó đi cậu ơi. Hay lắm cậu ơi. Hay bắt được bạn. Mày là người ra cái vậy, con nhỏ thôi. Sao đây? Hàng xóm nhà cậu ngủ à? Nhỏ thôi. Hả? Ui trời ơi, thoát tim. Cảm ơn cậu nha. Ôi, cậu nói nhỏ thôi, nhà tôi đang có người ngủ nè. Mình sai. Xin lỗi. À, xong ca, ok, bài gì? Hay là hát bài Như Bến Đội Đò đi. Tôi biết là bà thích bài đấy đấy. Đéo tin. Nhưng mà vấn đề là tôi hát không hay. Tôi hát không hay, sợ như các bạn xem các bạn nói tôi ấy. Hát không hay. Hát hay không bằng hay hát mà cậu cứ hát đi. Ok, chúng ta xong ca. Xong ca nam nữ. Ok. Hát nhá. Nam nữ. Nhưng mà từ từ, tôi đang quay clip ấy để tôi kêu gọi mấy bạn fan một chút. À mấy bạn ơi, trước khi vào một cái màn song ca kinh điển mà tra tấn lỗ tai của mình ấy, thì các bạn có thể bỏ ra một nút like được không? Sao lại không nhỉ? 5 giây nhá. Chuẩn bị bấm này. 5 4 1 2 3 3 2 1 bấm like. Bắt đầu hát này. Ngày đành lòng em đi quay gót xỏ lại cây rừng trên khóe mi. Đò đã sang bên không hẹn ngày trở về. Lơi bên sông chờ bao mùa thay lá. Giữa ánh trăng mờ giòn nề rơi rớt. Có mấy ai thương cho người vì thân như bên đời đò. Tiếp bà. Nhờ sao gửi nên không phục cậu ơi. Anh để tôi cho cậu ơi. Có địch cậu ơi. Đâu. Cái này nè. Hát hộ luôn này. Nhờ gió gửi lang bên em, đừng như anh ướt đẫm cơn mưa. Anh chẳng còn anh như lúc xưa, vẫn đứng đợi chờ. Tình khóc nhớ lỡ phôi phai, tình đã xa xăm
đi xa, xin lỡ làm thằng đôi sân ngang. Hết hồn rồi. Mày cười cái gì mới tao kìa. Hết hồn rồi. Nào nào, chở tôi đi, chở tôi đi, chở tôi đi cậu ơi, tôi sẽ đèo cậu đi. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường, phiêu lãng như áng mây trời. Có người, có người, có người, có người, có người. Mô rứa. Kìa, 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 kìa. Trời ơi, nó lại ngay đây này. Rồi. Ê á, cậu ơi, nó bắn tôi. Ngược rồi. Ôi kìa. Cái gì đây? Cơm chó khắp nơi này, bên này một đám này, bên này lại một đám này. Kỳ lạ thật. Alo. Cậu có biết là... Cậu ơi, cậu nghe không? Tôi nghe mà. Cậu, tôi quay với cậu á, có nhiều người hỏi tôi là: chị ơi, chị là người yêu anh Đức Mở mà. Thì bảo có. Ui, các bạn thấy chưa? Thôi, sao lại nó có? Nếu mà cậu cũng thích thì thôi. I still love you. Không phải, nhưng mà cái vấn đề là chúng ta mới quen đúng không? Chúng ta mới quen đúng không? Đúng vậy, mình mới biết nhau, mình mới chơi với nhau. Mà tôi đã là người yêu thì không khác gì tôi thấy cậu có tiếng hay là tôi thấy cậu có này à, tiếng vậy đó. Vậy tôi đó, tiếng tăm gì đâu, là... tiếng tăm gì đâu. Cậu... cậu đừng suy nghĩ nữa. Tôi đã tạo kênh YouTube cho cậu rồi đấy. Cậu tập trung làm đi. Và kênh YouTube của cậu lúc nào tôi cũng để dưới phần bình luận. Và tôi luôn kêu gọi fan của tôi ủng hộ cậu. Nên cậu phải cố gắng làm nhá, đừng phụ lòng tôi nha. Đây, ở đây tôi cũng thấy có một thằng này. Đâu đâu? Chỗ cậu có người à? Ờ, đúng rồi. Đâu đâu đâu? Nó đâu? Nó đâu? Ra đây. Anh hôn nhẹ cái vào đầu. Thật sự luôn đi. Ra đây, anh hôn nhẹ một cái vào đầu thôi. Chị là trùm trường đây. Mình là Đức Mõm trùm trường mẫu giáo. Sợ quá, sợ quá. Ơ kìa. Tôi là trùm trường. Ơ thế cậu đùa tôi đấy à? Làm gì có ai đâu. Cậu ơi, đây nè, nó đấm tôi, nó bắn tôi cậu. Thằng cha mày. Nhân. Bắt lạc cờ rớt của tao à? Chỉ ra mày chọn cái chết. Ơ chết, tôi nói lộn, tôi nói lộn. Tôi nói lộn. Hả? Không, không, không có gì đâu. Tôi nói lộn, trời ạ. Nhưng mà hồi nãy cậu nói gì á? Nè, có mà đâu dám trả lời. À, tôi bảo là bắt lạt bạn thân nhất của tôi. À, cậu là bạn hơn tôi hả? À không, bạn tốt nhất à? Bạn tốt nhất của tôi chứ không phải bạn thân. Đừng lẽ. Cậu nói là có cái chuyện gì cho tôi nghe á, cậu nói lại đi. À, bất ngờ đúng không? Món quà, món quà. Nhưng mà tí nữa đi tôi sẽ nói, tí nữa tôi sẽ nói. Thôi. Tí nữa tôi sẽ nói cho bà. Sao mà tôi với cậu mới biết nhau mà tặng quà tôi chứ. À thì à đây, đến rồi. À cậu ra ngoài cửa đi. Cậu ra ngoài cửa đi, shipper gửi món quà đến rồi. Tôi vừa gửi đến nhà cậu đây. À chưa đến. Chưa đến, một chút nữa. Một anh ấy bảo là một tí nữa anh mới đến. Ra đây với tôi. Anh ấy đang đi trễ một chút, tí anh mới quay lại được. Anh đang nhắn tin với tôi mà. Đây rồi anh em ơi, mình sẽ chôn cô Mon nhá. Ra đây cậu ơi, ra đây. Từ từ có ai gõ cửa cậu ơi. Đã gõ cửa đâu? Cậu chở tôi đi, tôi đi ra mở cửa coi. Có ai gõ cửa, đợi tôi cái nha. Ok. Anh em ơi, mình cho bạn của mình kiểu như là đến gõ cửa trêu cô Mon giả vờ có người tặng quà ấy. Xong rồi bây giờ mình sẽ xử cô Mon. À, đây rồi, chỗ này thích hợp này. Cô Mon ra ngoài ấy, có tiếng gõ cửa ở ngoài, à có tiếng cửa mở ở ngoài. Chết này. Quá đáng. Trời, chết luôn. cú lừa, có phải vừa nãy bà ra ngoài cửa bà gặp bạn của tôi đúng không? Nó có bảo gì không? Cậu làm cái gì vậy? Cú lừa, đừng giận nhá. Meanwhile. Mon ơi, Mon. Dạ. Nãy tôi chôn cậu hơi quá đáng ấy, dạ. Cho tôi xin lỗi nhá. Ok, không sao. Xin lỗi. À, tôi tặng bà một bài hát để
là cảm ơn bà. Mày bị điên à? À nhầm, để xin lỗi bà, quên. Hát không hay nhưng mà hay hát, bắt đầu. Từng đêm qua anh luôn được mơ thấy em, một bông hoa xinh đẹp trong lãng vàng. Lòng thầm mong ngôi sao này ta sẽ sánh đôi. Chỉ cần em bên đời anh sẽ thấy vui. Khi em nói câu xin chào là khi trái tim tôi buồn. Mang bao nhớ thương trong lòng giờ này biết nói cho ai nghe. Con tim ra băng bao ngày chờ ngày em ghé thăm nơi này. Đôi môi khẽ run đôi lời rằng anh đang rất nhớ em. Chờ là chờ nhau nhé đôi Tôi mất giọng rồi. Hay rồi, hay mà. À còn một điều nữa, còn một điều nữa là tôi lập cho bà một kênh YouTube ấy. Thì bà cố gắng làm nhá. Thì tôi luôn luôn để ở cái phần bình luận ấy. Mà tôi cũng đang quay clip mà. Tôi chôn một xíu thôi, đừng giận. Với lại là tôi đang muốn nói với các bạn là các bạn ấy ủng hộ mình với Common ấy, thì các bạn nhớ ấn đăng ký kênh của Common. Mình sẽ để link ở dưới phần bình luận nha. Mon ơi, dạ. Cố gắng làm YouTube nha. Vâng. Đó. Tôi biết rồi. Ok, cảm ơn cậu.